Kính chào quý vị khán giả của Góc nhìn văn hóa. Chỉ còn gần một tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những ngày này, các làng nghề truyền thống nhộn nhịp hơn hẳn. Không khí sản xuất tất bật khẩn trương len lỏi vào từng mái nhà ngõ ngách. Trải qua lịch sử hình thành hàng trăm năm, các làng nghề truyền thống, nhất là làng nghề sản xuất phục vụ Tết cổ truyền, không chỉ tạo việc làm mà còn lưu giữ sản phẩm hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, khi thủ công mỹ nghệ được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa, thì các làng nghề ngày càng chú trọng khai thác các yếu tố lịch sử, văn hóa, làm nên bản sắc và sức sống cho sản phẩm của địa phương. Làng nghề truyền thống đang và cần làm gì để giữ hồn Tết Việt sẽ là vấn đề được bàn luận trong chương trình Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay. Có thể nói Tết Nguyên đán là cơ hội lớn nhất trong năm để các làng nghề thỏa sức trăm hoa đua nở. Làm thế nào để các giá trị riêng có này tạo thành lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nhập khẩu? Nhiều chuyên gia cho rằng để phát huy được giá trị này thì đòi hỏi các làng nghề phải trân trọng, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa trong quá trình sản xuất, phát triển kinh tế. Giá trị của làng nghề truyền thống không chỉ thể hiện qua các sản phẩm mà còn chứa đựng những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, di tích lịch sử. Và cứ thế ở khắp ba miền, tên nghề được gắn chặt với tên làng, in đậm những dấu ấn văn hóa một thời, trở thành những điểm đến thú vị cho các du khách. Nhiều làng nghề song song với sản xuất đã chuyển mình làm du lịch. Không thể phủ nhận thực tế là đô thị hóa đã dần làm biến đổi về chất các làng, khiến nhiều giá trị văn hóa cổ truyền dần bị mai một. Rõ ràng lửa làng nghề chỉ có thể giữ được khi nghệ nhân, người dân có thể sống được bằng nghề. Từ đó các thế hệ sau mới có động lực để tiếp nối nghề truyền thống. Vì vậy, các làng nghề cũng buộc phải nỗ lực tìm ra giải pháp giới thiệu quảng bá. Bán hàng trực tuyến đang mở ra hướng đi mới để các sản phẩm của làng nghề đến với đông đảo người dân. Những làng nghề truyền thống lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp làm cho Tết đậm tinh thần dân tộc hơn. Việc làm sống dậy các giá trị truyền thống, tinh hoa làng nghề trong cuộc sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân chính là cách để duy trì làng nghề, tạo môi trường tốt cho thợ thủ công, nghệ nhân, sáng tạo và tôn vinh nghề truyền thống của họ. Để các làng nghề được bắt được những cơ hội lớn này và có chiến lược phát triển xứng đáng đòi hỏi rất nhiều ở công tác định hướng của các cấp chính quyền, của những người làm văn hóa. Có như vậy thì làng nghề mới phát huy được hiệu quả vai trò của mình trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong Góc nhìn văn hóa.